Để nghe nhịp đập của trái tim London, bạn phải vào một trong số nhiều công viên của thành phố. Số lượng những khu vườn vuông vắn này tăng lên trong thế kỷ 19 dưới triều đại Victoria. Đây là nơi Sophie sẽ gặp Alex, người đam mê giai đoạn lịch sử này. Chào Sophie. Rất vui được gặp anh. Hân hạnh được gặp chị và cả Pongo nữa. Vâng, chắc chắn rồi. Để hiểu London, trái tim của London, cần phải hình dung rằng đó là một thành phố được xây dựng cho việc buôn bán, nhưng cũng dành cho cả người dân. Trong thế kỷ 19, người ta cho rằng nếu mọi người cứ ở mãi trong nhà, thì điều đó không tốt cho sức khỏe của họ. Thời kỳ này chứng kiến sự ra đời của chủ nghĩa duy vật và cuộc tìm kiếm hạnh phúc là thời đại Victoria. Theo Alex, đó là một trong những chìa khóa then chốt để hiểu về lịch sử nước Anh. Xin chào, đây là Sophie. Pongo và Sophie đã rời đi trong một hành trình dài. Sophie không thể nhìn thấy, vì vậy cô sẽ đối diện với thế giới, cảm nhận nó, chạm vào nó. Nhưng chủ yếu, cô sẽ chia sẻ những cuộc gặp gỡ với các bạn, giúp các bạn khám phá thế giới theo cách khác, bằng cách nhìn nó qua con mắt của người khác. Từ năm 1830 đến năm 1900, London là trung tâm của một đế chế khổng lồ. Bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp và là thủ đô của một đất nước đang trải qua sự thịnh vượng chưa từng thấy. Sự tăng trưởng kinh tế này cho phép xuất hiện một tầng lớp trung lưu giàu có, những người Victoria, họ tạo nên hình ảnh của London. Chúng ta hãy hình dung những người Victoria bước đi dọc theo con phố này. Họ sẽ đến đây, cảm thấy thán phục trong lòng, nghĩ rằng, chà, những tòa nhà tuyệt vời, công trình bằng gạch và sắt vững chắc. Tất nhiên trong thời đại đó, sắt xuất hiện ở khắp mọi nơi, lan can, đèn chiếu sáng, và gạch cũng là biểu tượng cho sự vững bền của thời Victoria. Và sự giàu có, vâng tôi hiểu rồi. Đúng, sự giàu có. Để hình dung những quý ông sống ở đây trông như thế nào, Alex dẫn tôi đến một cửa hàng mà những người thanh lịch thường lui tới. Một trong những người nổi tiếng nhất là Charles Dickens. Bây giờ, chúng ta có thể đi tới một cửa hiệu nước hoa. Vâng, tôi đã có thể ngửi thấy nó. Tuyệt vời. Đây rồi. Xin chào. Nước hoa tôi dùng không mua ở đây. Thật sao? Giờ tôi đang dùng nó, nhưng không nhiều. Tôi không ngửi thấy gì cả. Tôi xịt nó vào sáng sớm hôm nay vì tôi biết rằng tôi sẽ đến đây bằng tàu điện ngầm. Tôi muốn ngửi mùi dưới đó. Nhưng tôi đã đưa chị đến đây vì cửa hàng Penhaligon này là một ví dụ điển hình về loại nước hoa dành cho các quý ông. Hãy hình dung thời gian mà một người đàn ông muốn thể hiện mình chỉ bằng vẻ ngoài với nước hoa hương thơm mạnh mẽ. Nó sẽ báo trước về sự xuất hiện của anh ta. Bây giờ tôi sẽ hỏi cô một câu. Cô nghĩ người đàn ông như Charles Dickens sẽ sử dụng loại mùi hương gì? Tôi không biết chút nào. Một người phụ nữ hiện đại như cô sẽ thấy ngạc nhiên. Vào thời của Dickens, đàn ông thường xịt nước hoa. Cũng có một vấn đề khủng khiếp ở London với mùi và nước thải từ các nhà máy. Vì vậy, một người đàn ông hay một người phụ nữ chỉ có thể làm át đi những mùi đó bằng nước hoa. Nghe nói Dickens đã sử dụng một loại nước hoa có hương thơm của hoa phong lữ. Anh có thể cho tôi xem được không? Vâng, tôi sẽ chuẩn bị mẫu cho cô để cô có thể hình dung được. Cảm ơn. Khá thơm. Cũng khá mạnh. Thơm và mạnh mẽ. Vâng, một chút nữ tính, tại sao không dành cho đàn ông?
Vì với người đàn ông thời đó, nó gợi lên vùng nông thôn, gợi lên một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Bởi vì Dickens luôn cố gắng tránh xa sự cố khủng khiếp trong quá khứ. Ông đã phải làm việc trong một nhà máy với các nhân viên trẻ tuổi. Dickens 12 tuổi khi làm việc ở đó, và công việc của ông là lấp đầy những hộp sơn bóng màu đen. Nếu không có kinh nghiệm này, có lẽ ông ấy sẽ không trở thành một nhà văn như vậy. Vì vậy, trên thực tế, đó là một trải nghiệm tốt. Dickens tự nhủ, khi tôi già, tôi sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm kiểu khốn khổ này nữa. Điều đó khiến ông quyết định tham gia vào cái mà ông gọi là trận chiến của đời sống. Sắc Dickens tượng trưng cho một thời kỳ được đánh dấu bởi sự khao khát mãnh liệt tới thành công. Đó là một thời gian mà những người tham vọng từ mọi tầng lớp đều có cơ hội một ngày nào đó cũng đạt đến đỉnh của kim tự tháp xã hội. Chúng ta đang đến phố Wellington, nơi Charles Dickens đã xuất bản các tác phẩm định kỳ và sống ở đây trong khoảng thời gian 10 năm. 10 năm, đó là một khoảng thời gian khá dài của cuộc đời ông. Và cô có thể tưởng tượng, ông ấy đi dọc con phố này với chiếc mũ trắng, còn những người dân thì thốt lên, kìa, đó là ông Dickens, đội mũ trắng. Có lẽ không có nhiều mũ trắng trong thời kỳ này. Đúng là không có nhiều mũ trắng. Dickens là một người đàn ông táo bạo, đội mũ trắng, trong khi những người đàn ông Victoria khác đội mũ tối màu. Nhưng đối với Dickens, mặc toàn màu đen là điều không thể sau khi rời nhà máy. Chúng ta sẽ đi qua chứ? Đi thôi. Dickens nổi danh một phần là nhờ cách ông xuất bản tiểu thuyết. Chúng được xuất bản lần đầu dưới dạng tờ rơi trong các ấn phẩm định kỳ. Đó là một phát minh thiên tài trong thời kỳ đầy những ý tưởng tuyệt vời để bán hàng tốt hơn. Hân hạnh được gặp ông. Tôi có thể giới thiệu ông với cô Sophie không? Xin chào. Chào cô. Rất vui được gặp cô. Ông Ed là chủ sở hữu thừa kế cửa hàng này. Bắt đầu từ cụ của tôi vào những năm 1850, một người cùng thời với Charles Dickens. Đó thực sự là một câu chuyện gia đình tốt đẹp. Vâng, tôi nghĩ bí quyết của cuộc sống là chọn gia đình thật tốt. Không biết ông có thể cho cô Sophie xem một số tài liệu gốc của Dickens không? Được, hiện tôi có một bộ sưu tập các tác phẩm của Dickens. Tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu với những tập đầu tiên của tiểu thuyết Cô bé Dorrit. Khá nặng. Tôi đang mở một chiếc hộp. Tôi sẽ cho cô xem 20 bản tạp chí. Chúng có làm nên một câu chuyện hoàn chỉnh không? Chúng tạo thành toàn bộ câu chuyện 20 tập với 19 phần. Và những câu chuyện viết đến đâu, xuất bản đến đó. Phong cách viết của ông bị ảnh hưởng bởi nhu cầu giữ chân người đọc đến hết từng tập. Giống như một loạt chương trình TV ngày nay. Chính xác. Quá trình viết giống nhau. Giống như một vở opera dài kỳ. Trong tiểu thuyết của mình, Dickens chỉ trích xã hội Victoria bị bao vây bởi đạo đức và tôn giáo và bị ám ảnh bởi sự khao khát về của cải. Những tác phẩm này có đắt không? Mỗi phần có giá 1 shilling. Một người đàn ông làm việc có thể được trả 5 shilling một ngày. Vì vậy, đó là số tiền mà một người đáng tin cậy có thể chi trả. Ngay cả khi họ có thể phải cân đối ngân sách, nếu cô lướt ngón tay trên bìa, đặc biệt là bìa sau, cô có thể cảm thấy vết in. Ngay cả trong cuốn sách, ở đây, có thể cảm thấy các dòng chữ. Đúng rồi, đây là những cuốn sách được sản xuất hàng loạt, toàn bộ sản phẩm mang tính thương mại. Tôi nghĩ số trang quảng cáo ngang ngửa với số trang của câu chuyện. Chúng ta đã không phát minh ra điều gì. Vâng, người Victoria biết tất cả mọi thứ mà chúng ta biết về tiếp thị. Và có nhiều người có thể đọc trong giai đoạn này vì trường học không bắt buộc. Số người biết đọc biết viết tăng lên rất nhanh, đặc biệt là ở khu vực thành thị trong thế kỷ 19. Thông qua các ấn phẩm này, tác giả tiếp cận được với hàng chục nghìn độc giả và mong muốn được phổ biến ý tưởng của mình đến với quần chúng lao động. Đồng thời, hoàng tử Albert, chồng của nữ hoàng, hình dung ra những ngôi đền tri thức và mong muốn có thật nhiều người đến tham quan.
Bảo tàng lịch sử tự nhiên là kết quả của ý chí chính trị này. Daisy, nhân viên lưu trữ, lưu giữ những ký ức về nơi này. Phần này của London đã được Hoàng tử Albert định hình với tầm nhìn chia sẻ khoa học, công nghệ và thiết kế. Hoàng tử Albert là chồng của nữ hoàng Victoria. Vâng, hoàng tử phối ngẫu. Chú ý thiết kế của bảo tàng và cách trưng bày các con vật thực sự có trong bộ sưu tập. Ví dụ, nếu nhìn vào các động vật đất nung trong khắp bảo tàng, ở cánh phía đông, tất cả các loài động vật đều tuyệt chủng, và ở cánh phía tây, tất cả các loài động vật đang sống. Vì vậy, chúng không chỉ là nghệ thuật trừu tượng. Chúng ta vào chứ? Chắc chắn rồi. Thật ngạc nhiên, nó quá lớn. Nó rất lớn. Chị có thể nghe thấy tiếng vang của nơi này. Nó rộng lớn bởi vì nó được coi là một kiểu thánh đường của tự nhiên. Tất cả đều lấy cảm hứng từ bản chất công việc của Chúa. Ý tưởng là mở cửa bảo tàng cho người dân lao động London. Chúng ta có biết mọi người đến với gia đình, với con cái của họ hay một mình? Chúng tôi biết có rất nhiều người đến đây. Tôi nghĩ năm đầu tiên là 25.000, thời điểm đó khá quan trọng. 25.000 là rất nhiều. Và chúng tôi biết khi chúng tôi mở cửa vào năm 1881, lúc đầu mọi người xếp hàng quanh khu nhà chỉ để đến xem tòa nhà. Tại sao trong thời kỳ này một cuộc cách mạng khoa học như vậy lại diễn ra? Tôi nghĩ về mặt lịch sử tự nhiên của sự vật, một số lập luận về cơ bản nhấn mạnh sự công nghiệp hóa khổng lồ. Mọi người kéo nhau di chuyển đến các thành phố. Khái niệm tự nhiên trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều bởi vì con người đã bị tách rời khỏi nó và đã có triển lãm lớn năm 1851 này diễn ra tại Hyde Park, ngay bên đường. Tôi nghĩ rằng 6 triệu người đã đến, 1/3 dân số Anh vào thời điểm đó. Nếu người dân Anh chia sẻ sự tò mò như vậy đối với thế giới, thì đó cũng là vì họ là trung tâm của một trong những đế chế lớn nhất trong lịch sử. Đế chế này tập hợp những minh chứng đáng kinh ngạc về sự phong phú của thiên nhiên. Tôi sẽ không đánh giá cao việc bị cắn bởi một con thú như vậy. Vâng, chúng là những sinh vật khá ấn tượng. Và ý tưởng về việc chúng có nguồn gốc từ Anh là khá ấn tượng, thật khó tin. Chúng ta đang đứng trước một cái vỏ được thu thập, chỉ có thể chạm vào nó nếu thích. Nó được thu thập bởi Hans Sloane, giống như nhiều nhà khoa học trong thời kỳ này và trong thời kỳ Victoria sau này. Ông đã đi khắp thế giới, thu thập các loài và thực hiện nghiên cứu. Đó là mẫu vật đầu tiên. Có phải là do trong thế kỷ thứ 19 việc đi lại đã trở nên dễ dàng hơn? Chắc chắn rồi. Đó là thương mại quốc tế, mọi người di chuyển, trong đó có những nhà sưu tập và nhà khoa học. Họ đi ra nước ngoài vì những lý do khác. Một trong những nhân vật quan trọng và nổi tiếng nhất là Charles Darwin. Ông đã đi du lịch khắp thế giới. Ông đến quần đảo Galapagos, thu thập các loài chim và động vật có vú khác nhau. Đó là nơi khởi phát nhiều lý thuyết của ông. Darwin và cả Richard Owen và Alfred Wallace, đó là phong trào của các nhà tự nhiên học và nhà sinh vật học, cố gắng tìm hiểu sự biến đổi của các loài, đôi khi phải trả giá bằng sự căng thẳng và sự ganh đua. Cuối cùng, thuyết của Darwin đã được công bố vào năm 1859. Bây giờ chúng ta đang đứng trước bức tượng Charles Darwin. Tôi có thể đến gần hơn không? Chắc chắn rồi. Một vị trí yên tĩnh, yên bình, chính xác, rất thư thái, trầm mặc. Chắc chắn rồi. Người Victoria không chỉ hiểu thế giới, họ muốn định hình nó theo ý muốn của mình. Phát minh tiêu biểu nhất của Anh thời đó là xe lửa. Nó xuất hiện vào năm 1804 với động cơ hơi nước đầu tiên, nhưng chỉ đến thời kỳ Victoria nó mới có quy mô công nghiệp. Từ London đến bờ biển nước Anh, chúng đại diện cho một cuộc cách mạng về phương thức vận chuyển trong đời sống của người Anh. Sophie, cô có khỏe không? Rất vui được gặp chị. Tôi ổn. Cảm ơn chị. Còn chị thế nào?
Rất tốt, cảm ơn chị. Chào mừng đến với Wilton. Đây là ai? Đây là Pongo. Ồ, xin chào. Nó nói xin chào bằng cách riêng của nó. Đúng là theo cách riêng. Tôi nghe nói là nhà ga này có nét đặc biệt. Chị có thể mô tả nó cho tôi không? Nó là một nhà ga Victoria thực sự cũ. Nó là một cấu trúc bằng sắt, thép và kính tuyệt đẹp. Và nó rất lớn phải không? Vâng. Trần nhà cao 22,5 mét. Nó thực sự rất cao. Sử dụng sắt trong xây dựng là điều điển hình của thời Victoria. Vâng, rất điển hình. Và từ cuộc cách mạng công nghiệp phải không? Vâng, bởi vì chúng cho thấy sức mạnh của công trình. Có rất nhiều công trình như thế. Nơi này được chống đỡ bởi các trụ cột lớn. Điều khá thú vị là các dấu vết đúc. Và chị sẽ thấy nó lớn như thế nào. Có bao nhiêu vết? You see how massive it is, yes, and how many. Because they become thinner and thinner. Chúng trở nên ngày càng mỏng hơn. Đúng, chính xác. Gần giống như các cột cổ tích trong nhà thờ hoặc thánh đường. Những trụ cột đó thực sự đã được vận chuyển đến Wilton bằng đường sắt. Có nghĩa là toàn bộ nền kinh tế đã được liên kết bởi các tuyến đường sắt, tàu hỏa vận chuyển vật liệu được sử dụng để xây dựng nhà ga, mọi thứ đã được liên kết. Đúng, Wilton đã có một nền kinh tế hình thịnh dựa trên du lịch phổ biến ở đây. Vì vậy, ngành công nghiệp giải trí của nó tập trung ở đó. Với sự xuất hiện của tuyến đường sắt vào năm 1841, cuộc sống của cư dân Britain thay đổi. Để xây dựng và vận hành xe lửa, hàng nghìn công nhân di cư từ các vùng nghèo khó ở miền Bắc nước Anh và sống chen chúc quanh nhà ga. Sự nghèo đói trong khu vực này thực sự khủng khiếp. Ở đây, ở phía bên phải là những túp lều thực sự nhỏ bé của công nhân đường sắt. Có lẽ là nhiều người đã ở trong một ngôi nhà. Đúng, có nghĩa là một phòng ở tầng dưới và một phòng ở trên lầu. Có thể 15 người sống ở đó trong một nơi nhỏ bé. Chị có thể cảm thấy nó hẹp đến mức nào. Vâng, nó rất hẹp, chỉ vài mét, nhưng đường phố cũng rất hẹp. Chính xác. Và bởi vì họ ở rất gần nhau, mức độ bệnh tật trong khu vực thật khủng khiếp. Vì vậy, không chỉ có nghèo đói mà còn bệnh tật và tội phạm. Nó là một khu dân cư thực sự khủng khiếp. Chắc chắn rồi, trẻ em khó sống quá 5 tuổi. Một khía cạnh hoàn toàn khác của cuộc sống thời Victoria. Từ sự hùng vĩ và tráng lệ của những người giàu có nhất đến sự khốn khó tuyệt đối của người nghèo. Chị Lynn đưa Sophie đến phía bên kia của thành phố. Trên bờ biển, nơi bầu không khí của Britain thay đổi hoàn toàn. Các khách sạn lớn chào đón giới thượng lưu London từ thời Victoria. Họ đã phát minh ra nơi nghỉ ngơi cuối tuần và du lịch bên bờ biển, tái lập cuộc sống xã hội xung quanh các nghi lễ không thể tránh khỏi như thế này, uống trà buổi chiều. À, đây rồi. Đây là trà chiều. Tất cả là dành cho chị. Tôi đặt nó ở giữa. Tôi sẽ giải thích mọi thứ.
Vâng, cảm ơn chị. Có hai bánh sandwich cá hồi hun khói với phô mai và dưa chuột. Đối với các ông trùm, buổi chiều là cơ hội để thể hiện sự giàu có của họ với các món ăn phong phú. Và cuối cùng, ở trên đỉnh là một chiếc bánh với anh đào, bánh ngọt, bánh tát trái cây, bánh tát chanh và kem sô-cô-la ngon tuyệt. Chúa ơi, quá nhiều cho dạ dày của tôi. Chắc chắn là chúng ta sẽ ăn tối như thế này. Khá ngon. Dưới chân những khách sạn tuyệt vời là bãi biển. Họ đã biến Brighton thành một điểm đến thanh lịch và là thành phố ven biển đầu tiên ở Anh. Bây giờ chúng ta đang ở phía trước biển. Vâng. Chúng ta đang trên đường đi dạo. Chính người Victoria đã xây dựng con đường này. Họ đã xây dựng những sân thượng ở phía bên trái ở hai cấp độ và những vòm trang trí công phu với những khuôn mặt nhỏ trên đó. Rất đẹp, đúng, gần giống như máng xối. Các bãi biển Brighton thậm chí còn là nơi ra đời một phát minh quan trọng, tắm biển trị liệu. Bãi biển này rất nổi tiếng trong thời Victoria, được sử dụng nhiều phải không? Đúng, mọi người đã đến và tắm biển. Nước lạnh quá, làm thế nào họ có thể tắm được? Vào đầu kỷ nguyên Victoria, mọi người chắc chắn đã đến vì lý do sức khỏe. Việc tắm biển bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 17, khi mọi người đến gặp một bác sĩ tên là Roscher để chữa bệnh bằng nước biển. Và nó chữa bệnh gì? Mọi chứng bệnh. Trước đó, họ chỉ đi biển nếu là ngư dân, nhưng giờ họ còn phải uống cả nước biển. Du lịch ven biển giống như xã hội Anh. Qua nhiều thế kỷ, nó đã trở nên dễ tiếp cận hơn. Ngày càng có nhiều công dân thuộc tầng lớp lao động đi tàu hỏa để chạy trốn khỏi sương mù London chỉ trong một ngày. Vào cuối thời kỳ Victoria, Britain thực sự trở thành một mô hình thu nhỏ của đất nước. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản sống cùng nhau nhưng không cần phải chạm mặt nhau. Đây là một phần của lối đi dạo và bãi biển dành cho những người nghèo. Một phần của bãi biển với những khách sạn lớn sẽ dành cho những người giàu hơn. Vì vậy, họ thực sự không bao giờ gặp nhau. Chà vâng, những người thực sự giàu có, họ không muốn đến Brighton vào tháng 7 và tháng 8 vì họ không muốn hòa nhập với những người khác thường đến trong kỳ nghỉ một ngày. Nơi duy nhất mà mọi người tụ tập là trên bến tàu. Năm 1866 có hai bến tàu, nhưng ngày nay chỉ còn một. Nó đã trở thành nơi mang tính biểu tượng hơn ở Britain. Mọi người tự do đi lại, không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác hay nguồn gốc. Vì vậy, bây giờ chúng ta đang ở nơi có rất nhiều hoạt động giải trí, ngay cả trong thời Victoria. Vâng, đây là nơi người Victoria thường đến. Họ đến để đi bộ, để ăn uống. Có lẽ đã có những người chơi organ đường phố và những con khỉ của họ đã có những trò chơi. Có phải điều đó là trái ngược với đạo đức của thời Victoria? Brighton đã nổi tiếng là nơi mà mọi người có thể thoát khỏi sự gò bó hàng ngày để được là chính mình, được tự do. Điều đó còn đúng không? Đúng, hoàn toàn đúng. Brighton thực sự là một nơi mà bất kỳ ai cũng được chào đón, bất kỳ ai cũng được chấp nhận và mọi người có thể tự do được là chính mình. Nó là một nơi tuyệt vời. Nó là nơi khác thường ở Anh. Tôi nghĩ rằng Brighton là nơi đặc biệt.
Điều mà Sophie nhớ từ di sản Victoria là khả năng của mọi người trong việc làm chủ vận mệnh của mình, hoặc ít nhất là có hy vọng. Từ cuộc hành trình của mình, Sophie cũng sẽ nhớ đến nước hoa dành cho quý ông mà Alex đã giới thiệu với cô. Không gian rộng lớn của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Britain, thành phố đa dạng này đậm chất Anh.